giờ tao lên tao xin lên để tao nói chuyện làm gì? Nói để mày biết rằng 97 dân Việt Nam này cũng có thể có một số đông. Số đông là đông tính theo cái tỷ lệ mà nhỏ bé của tụi bay đó, là chống đối lại cái chính quyền này. Nhưng mà không phải ai như vậy hết đâu. Tụi bay tưởng là mày nói không có đâu, đừng có lầm. Tụi bay ăn được ba những đồng bạc lẻ bên Mỹ nó gửi về, mày ăn được những đồng bạc lẻ bên Mỹ nó gửi về để mày làm những cái chuyện mà trái với lương tâm đạo đức của một con người. Mày bán rẻ cái lương tâm đạo đức của mày cho tụi bên kia để mày nói tầm bậy. Tao nói có hai vấn đề mày xử với mày sinh ra như vậy, một là do lòng tham nha, có mấy vấn đề, một là do lòng tham, cái thứ hai là cha mẹ mày không biết dạy mày nha. Mày phải nghĩ lại tới công lao của bà già mày chứ, đẻ cũng đau háng lắm chứ, đẻ mày ra cũng đau háng lắm chứ nha, rồi khổ công nuôi mày lớn lên từ nhỏ tới lớn để cho rồi bây giờ mày đi ngược lại với cái quyền lợi của dân tộc với đất nước, mày nói những cái điều mà nghe mà đòi tao thiệt. Nãy anh Cẩm nói theo tao, người ta gặp được mày tao lấy cái đũa bếp đâm vô họng mẹ, xỏ vô lỗ mũi mẹ, đũa bếp cho anh thèm đũa con đâu nha, nói để mày biết nha, má mày đẻ mày đau háng lắm, nuôi mày cực khổ lắm nha, cố gắng sửa đổi lại đi, đừng có nói bậy để cho chúng chửi nữa. Tao chửi mày như đó chưa đủ, lát còn Cẩm lên chửi mày nữa nha, coi chừng Cẩm lên chửi mày, mày comment lên lên mấy cái câu mà nghe mất dạy lắm. Mày biết cái từ mất dạy đó là không phải chửi riêng mày đâu, tôi chửi cả dòng tộc mày đó, một từ mất dạy thôi mà chửi cả dòng tộc mày đó. Từ đã tới nói chuyện cho đàng hoàng nha, thì thưa qua nó còn để cho lên mà còn anh chơi chứ, mà nói tầm bậy bạ là có chừng á, có ngày nó lóc mày luôn á, mà anh chị em này nó chửi mà chắc không còn giống gì đâu, nãy giờ chắn chửi mà dữ lắm. Rồi tôi có mấy lời với anh Thơ Quang vậy, với thằng Kiên Giang vậy, còn với cái thằng Phạm Văn Đạt này nè, thì rõ ràng như nãy giờ nhiều người anh chị em, nhiều anh chị em cũng đã có khẳng định rồi, nó là thằng phản động rõ ràng, mà tôi bảo đảm là nó cũng không phải ở trong nước đó. Ông nội nó ở trong nước nó không dám đưa cái mặt nó lên, đảng viên gì mà ăn nói kỳ cục à, đảng viên gì ăn nói kỳ cục đó. Tôi nói nội trong cái 19 điều quy định của đảng là không được phép khiếu nại, đảng viên không được phép khiếu nại, không được kích động quần chúng làm những điều trái với cái điều lệ đảng, với cái quy định của đảng, bao nhiêu đó thôi là thấy đã thằng này nó không phải là đảng viên rồi. Cái thứ hai là anh kiến nghị anh phải gửi thư bằng văn, anh gửi bằng văn bản, mà nếu anh không gửi qua quốc hội được, anh có thể gửi bằng anh gửi qua cái cổng thông tin điện tử của chính phủ nè, rồi cái gần Email nhất là và email. không không tôi nói cái gần nhất tại địa phương là nó có cái văn phòng quốc hội tại nhà chủ cái hội đồng nhân dân đó của tỉnh đó. À, cái văn phòng quốc hội nằm đó mà, mỗi tỉnh đều có văn phòng quốc hội nằm hết mà đó, thì anh đem văn bản vô anh gửi trực tiếp cho văn phòng quốc hội đó. Người ta sẽ nhận đơn của anh ta chuyển lên chính phủ, chuyển lên quốc hội, đâu thể nói kiểu khơi khơi vậy. Nội cái lập luận của nó không, nội cái lập luận của nó không là thấy cái thằng dốt rồi, mà cái thằng nào bài cho nó còn dốt dữ, nó bị gì nó dốt nó mới nghe người ta, mà cái thằng mà bài cho nó viết cho nó như vậy đó thì nó còn dốt hơn cái thằng này nữa. Nó cái cách mà lập luận cho nó cũng nó dốt đựng lắm nữa. Đây nè, tôi nói nè, con Kiều Anh nó biết đó, là mười mấy ngày nay thằng con tôi nó làm trên công ty Thaco Úc, làm trên công ty Thaco đã chích được 2 mũi rồi, mà của anh đàng hoàng nha, thuốc của anh á, phải thằng AXA đó, 2 mũi, vô trong phòng hút thuốc chung một đám hút dính, nó về với này nó mới trên nó mới phát bệnh, chứ phải nó ở trển mới khổ nữa, không mới biết sao chăm sóc nó. Thì để thấy rằng nếu như không có mũi 2 mũi AXA đó thì thằng con tôi hiện nay nó sẽ ra sao, tới bây giờ nó là nó chưa xóa cách ly nữa, nhà tôi bây giờ là tôi ở trong áp chiến lược rồi đó, tôi ở này mười mấy ngày rồi, tại vì đi xét nghiệm rồi nó vẫn còn dương tính, mặc dù là cái nồng độ nó rất là thấp, còn lúc đầu đó, nó đi xét nghiệm PCR là nó tới 15 rồi, bây giờ nó tới 26 mấy, xét nghiệm hôm bữa thứ bảy là 26 mấy, thì thấy rằng cái tác dụng của cái thằng vaccine ai cũng biết rằng nó chỉ ngăn ngừa lây lan một phần nào thôi và giảm tỷ lệ tử vong, chứ không phải nó tuyệt đối 100% là miễn nhiễm. Cho Dạ nên đúng rồi. rằng
cái câu mà cái thằng đó nó hỏi cái kiểu đó, nó hỏi sốc họng á. Tôi nói thiệt, cái tôi bây giờ hồi trước cũng ăn học đàng hoàng nha, nhưng mà cái bây giờ nó nói câu đó tôi nói thiệt, tôi thèm thèm chửi tổ tiên ông bà nó, không biết dạy con hay sao để theo làm mấy cái chuyện, đi theo mấy cái đám xấu làm mấy cái chuyện phản dân hại nước. Tới nay nè, nếu không có hai mũi vaccine không biết sao, nhà tôi đó, nó ngộ một cái nè, tôi nói để thêm thấy cái tác dụng của vaccine nè. Nhà tôi ăn cơm chung một bàn mà cái bàn nó nhỏ chứ không có lớn, bây giờ có 5-6 người à, có 5 người à, 6 người, bữa đó là có thêm cô dâu tương lai nữa, là 6 người, không ai bị hết. Con vợ nó ngủ chung với nó, thằng Út á, con vợ nó ngủ chung với nó cũng không bị lây lan luôn. Thì thấy rõ ràng là ăn chung 2 ngày, 1 ngày 2 đêm mà không bị lây lan thì chứng tỏ rằng tác dụng của vaccine rất là cao, đúng không? Mọi người đều thừa nhận tôi điều đó chứ gì. Có hiệu Tôi quả. không bị, vợ tôi không bị, tôi không bị, vợ tôi không bị, thằng con trai lớn tôi không bị, con dâu tương lai tôi không bị, con vợ của thằng Út không bị, vợ của thằng Bệnh không bị, thì thấy rằng cái tác dụng của vaccine rất lớn. Nó ngăn ngừa lây lan, đầu tiên là ngăn ngừa lây lan trước, mà nếu mà cái người nào mà bị nhiễm mà nó không bị nhiễm được thì nó lây lan, thì cái tác dụng của vaccine của nó cũng không làm cho người ta bị nặng, mà nếu bị nặng cũng không có tử vong, hoặc nếu có tử vong thì đối với những người bị bệnh nền thì mới tử vong thôi. Vì vậy Là dạ chính bệnh lý phủ nền. mới đi chích đó, thì chính phủ mới phủ vaccine cho toàn dân. Không, nếu mà không có lợi, vaccine không có lợi thì chính phủ mắc gì phải đi lặn lội qua châu Âu, đi qua Mỹ, đi qua Nhật, đi tới đâu là cũng cũng hỏi mua, hỏi hỏi xin viện trợ vaccine. Mắc gì không, nếu không được, nếu mà không có vaccine không có tác dụng thì chính phủ tội gì phải làm điều đó, đúng không? Còn cái thằng đó nó nói, tôi thấy Dạ. là cái kiểu thằng này đúng là thằng thằng ngu thứ nhất ha. Rồi bài cho cái thằng ngu thứ hai nói, mà ngu thứ nhất hình như ngu hơn thằng ngu thứ hai là thằng Đạt hồi nãy. Mà mình bây giờ nếu mình nói chuyện riêng đối với thằng thằng Kiên Giang hồi nãy, với cái thằng thằng Đạt này nè, mà nếu mà bây giờ đối chất trực tiếp với nó, chắc tôi không thèm đối chất. Bởi vì tôi nhớ cái câu của Tư Mã Ý nói rằng con mình là Tư Mã Chiêu, khi cãi nhau với Tào Phi, lúc đó là đã thành lập nước Ngụy rồi, nói vô trình tấu gì đó không biết, thì bị Tào Phi chửi, rồi Tư Mã Ý lặng lẽ bỏ đi về, nhẫn nhịn bỏ đi về. Thì Tư Mã Chiêu mới hỏi tại sao cha lại làm như vậy, hoàng thượng đã sỉ nhục cha vậy mà tại sao cha làm thinh bỏ đi về. Tư Mã Ý mới nói một câu, cái thằng đã cái thằng ngu nó nói chuyện ra nó đã ngu như vậy rồi, mà bây giờ mình đi cãi lộn với cái thằng ngu, đi cãi lộn với thằng ngu là quá ra hai ngu cãi lộn nhau. Mất tiếng rồi anh thầy sĩ nhất Ủa sao kỳ vậy? Ủa rồi. Rồi lý rồi do có gì lại kỳ đó. vậy? Có lại hả? Đó thì thấy Rồi rồi nghe lại rồi, nghe lại nãy. nghe lại không? Đó thì tôi nói là cho nên Tư Mã Ý mà nói một câu mà đi cãi lộn với thằng ngu quá ra hai ngu cãi nhau, cho nên tôi nói với lâu nay, bấy lâu nay tôi không có lên, bởi vì tôi không muốn lên nữa, tôi không muốn nói chuyện nữa, không muốn nói chuyện trên giả đàn, chưa diễn đàn cơ quan. Lý do là gì? Là có nhiều người họ còn có ý kiến hay hơn mình, bởi vì cái kiến thức của người ta nó rộng hơn. Tôi nói ví dụ như anh Phạm Xuân, ảnh xưa là giảng viên của trường quốc gia hành chính, rồi một số anh em mình là giao tiếp xã hội nhiều, còn tôi là 8 năm nay tôi về hưu rồi, tôi không có giao tiếp, ít có giao tiếp với ai hết. Ê, trừ những người cựu chiến binh, bạn bè cựu chiến binh của tôi là tuần lễ uống cà phê 1 lần 2 lần vậy thôi. Cho nên là những cái thông tin mà chúng tôi nắm bắt được qua báo, sách báo nó đâu có bằng cái thực tế của người khác, cho nên tôi không muốn lên để tôi nói nó không không có cái giá trị gì hết đó. Đó, nhưng mà riêng với thằng thằng Kiên Giang tôi nói mấy câu vậy thôi, bởi vì tôi không muốn làm một thằng ngu thứ hai. Mình đã ngu rồi, mình không muốn ngu hơn nữa. Nói còn riêng đối với thằng Đạt ấy, thì tôi cũng khuyên anh chị em thế này nè. À, nếu mà những người mà lầm tưởng nó là một đảng viên thì nên suy nghĩ lại, hãy nghe tôi và nghe cái anh gì hồi nãy, anh gì nói đầu tiên, nó không phải là đảng viên Anh đâu, Chu Phan. thằng này là mạo danh đảng viên. Hả? Dạ Ai mạo ai danh. Rõ ràng. không không cái ông gì, À lúc đầu là anh Chu ông nói đầu Phan, lúc tiên đầu khách mời là Chu Phan. à, chú Phan đó à, ông chú Chu Phan đó Phan. nói rồi, thì tôi cũng nhắc lại
tôi nhắc lại thôi, thằng này á, là nó mạo danh đảng viên thôi. Bởi vì nếu nói là đảng viên mà phát biểu kiểu đó, tôi nói thật là nó đưa cái mặt nó lên, nó xưng tên xưng tuổi nó ở địa chỉ rõ như vậy đó nha. Tôi không cần nói cơ quan, nhiều khi nó là cái thằng đảng viên mà sinh hoạt áp thôi, nó nghỉ làm việc, nó đảng viên nó nghỉ làm việc nó về rồi nó sinh hoạt áp, nó không có chức vụ gì hết nha. Tôi nói ví dụ đảng viên mà nó ở cơ quan nhưng mà nó xin nghỉ, em nghĩ nó không liên quan gì hết. Em là nghĩ nó không, cái đối tượng đó nó không liên quan gì luôn. Không, tôi đặt trường hợp nó là đảng viên. Nó nếu nó nghĩ nó về thì tôi bảo đảm là còn chi bộ đó người ta quản lý nó làm chi, nó dám làm không, nó dám nói kiểu đó không? Sinh hoạt chi bộ thằng ngặt nghèo lắm chứ đâu phải chuyện đơn giản, muốn nói gì nói, mà hơn nữa nói là đã làm mất uy tín của đảng và chính phủ với quốc hội nữa. Mà nói kiểu này tôi bảo đảm là nó treo cổ chứ không phải giỡn đâu, đừng nói chơi đó. Cho nên là tôi khuyên bà con đừng có nghe lời những cái thằng mà nói kiểu này, nó mượn danh đảng viên, mượn danh cán bộ, mượn danh này mượn danh nọ, thì làm ơn đừng tin giùm tôi. Tin coi chừng mai mốt mình theo đuôi nó chết à. Đó, thì ý của tôi chỉ có bao nhiêu đó, tôi chỉ khuyên bà con mình nên lắng nghe và chắc lọc nha, lắng nghe và chắc lọc cái nào đúng cái nào sai, chứ nếu không là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Bởi vì hiện nay nhiều thế lực phản động ở trong và ngoài nước, chứ tôi không nói nước ngoài không, nó đang chờ cơ hội để nó lật đổ cái chính quyền này. Nhưng mà tôi nghĩ là nó lật không được, bởi vì sao? Là vì trước đây là tranh tối tranh sáng khi chính quyền mình còn non yếu mà nó làm không được. Bây giờ vững mạnh thế này rồi, kinh tế nó đầy đủ rồi, tôi nói mặc dầu chưa giàu nha, chưa có sung túc, nhưng nó đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu của người dân, cái tối thiểu á, mà giờ còn không còn tối thiểu nữa, hầu như là tối đa rồi. Trong cái ăn mặc sinh hoạt đi lại là nó đầy đủ rồi, nó không còn như ngày xưa nữa. Những năm mà đói khổ như tụi tôi ở chiến trường, có một cái giác cơm mà lận lưng mà đi hành quân thì tôi nói nó khô khóc luôn, rồi ở trong bên trong nó thiêu, ngoài nó khô, nó có giác cơm với muối thôi, chứ không phải bây giờ đâu phải như cái thời đó. Mà thời đó chúng ta còn sống được, mà dân ở đây mình còn ăn bo mà nếu mình còn sống được thì phải huống hồ gì bây giờ. Nó làm sao nó có cơ hội để mà nó lật? Chẳng qua nó làm, nó kích động làm dân. Bởi vì muốn làm một cuộc cách mạng là phải có sự ủng hộ của nhân dân, của quần chúng nhân dân, ủng hộ triệt để của quần chúng nhân dân thì mới làm cách mạng được. Còn cái tụi này nó làm cách mạng nửa vời, nó làm cách mạng để nó kiếm tiền. Cách mạng của nó là cách mạng giả hiệu, hay là gọi là ngụy, giả hiệu là ngụy, gọi là ngụy cách mạng. Tôi chỉ phát biểu những cái điều trọng yếu. Cái thứ nhất là nãy tôi có nói mấy câu tôi chửi thằng Kiên Giang, tôi xin lỗi bà con trong diễn đàn này nếu mà tôi có nặng lời với thằng Kiên Giang mà bà con nghe không hợp cái lỗ tai nghe mà không vừa bụng thì cho tôi xin lỗi. Còn riêng đối với cái thằng Đạt này thì tôi chỉ nói đơn giản vậy để bà con hiểu rằng đảng không cho phép đảng viên làm những điều đó. Bây giờ không lẽ tôi ngồi tôi nói về 19 điều quy định của đảng viên là đảng đã quy định như vậy rồi phải không làm gì, không làm gì đâu, thì tôi không thể ngồi để tôi nói hết, mặt tôi cũng không nhớ hết nữa đó. Cho nên tôi nói với bà con là đảng không cho phép đảng viên làm những điều như vậy, không cho phép cán đảng viên và cán bộ, đặc biệt đảng viên cán bộ mà có điều gì xã hội, không cho phép làm như vậy.